water licks, eh? Let me see. Licks. Water right here. The tray inside right here. This is connected to the tray. What a tray right here. What a tray. What a tray with lick. What a tray. Look down here. See? That way. Rồi cái này cái xuất xuất nước nước nó ngắt đi đó. Đó. Rồi. Nước máy lạnh để âm cho tường hiểu cái sinh này. Ok. Dancing and then let's see. Thank you.
sanitized. But they were used. Laundry bleach. Quite clean there. Not all of them. Smell good. Biết cái lên cái tẩy vệ sinh cái coi cái nó có mùi thơm. Thơm. Nó tẩy ra khỏi nhà thơm mới là thơm. Có cài thử cái nó cả mấy sợ cũng thế hồi trước. Cháo tay là cháo tay. Dạ. Rồi lấy cái nước nó đang cháo đây, cháo đút cái nước này ra nè, hao đút. Nước nào? Để cho coi nó có xì không nha. Dạ. Okay. Lấy xả nước tiếp cho cháu đây. Dạ. Đó, đây rồi xả bên đây luôn đi, cháu coi bên đây có lấy không? Đó, nó lấy rồi đó. À không có lấy. À. À. Không. Rồi bên đây đó, nước sạch đã bắt đổ qua đây tiếp cho cháu đây. Rồi. Cái xả xay đá đây coi nó kêu không rồi bấm bấm cho. Rồi. Đó. Đó, rồi. Yeah, lead, see?
and salt. Link now, it's working good. You can check, okay? No more water inside. Hey, that. Okay.